Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là main, bảng main của Asus ZFE Fold 2 đang chờ thay mới để di động cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần bảng main của Asus ZFE Fold 2 lỗi hỏng, không cần một địa chỉ thay mới main cho Asus ZFE Fold 2, quý các bạn vui lòng liên hệ 0911582123 di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp linh phụ kiện của Asus ZFE Fold 2 hàng đầu hiện nay. Chúng tôi có mọi loại linh kiện trên Asus ZFE Fold 2 nói chung và phần bảng main của Asus ZFE Fold 2 nói riêng thay mới với các bạn khi cần. Khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp.vn vì các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD, chúng tôi ship main và Asus ZFE Fold 2 đến tận địa chỉ vị các bạn yêu cầu, vị các bạn nhận được, vị các bạn mới về thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Mọi thắc mắc thêm dịch vụ thay mới main, sửa lỗi hỏng main cho Asus ZFE Fold 2, vị các bạn vui lòng liên hệ 0911582123, kỹ thuật viên từ di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn cho vị các bạn. Cảm ơn vị các bạn đã xem video từ di động cao cấp.vn.